Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đắm con cái thùng Y7 5820. Cái thùng này mình mới ráp, hôm nay mình sẽ khui ra. Chuyện gì xảy ra với anh vậy? Em muốn đi dạo không? Con, anh có thể ra đi rồi. Vì sao? Tại vì em nghĩ chúng ta không nên đi đâu cả. Mất không? Đây, chúng ta có cái mẫu của cái thùng. Mẫu thùng Aero 500. Đó, thì đó là mẫu thùng Aero. Qua đi quen. Cái khay của mình thôi, mã số khay và Aero 500. Em cũng yêu anh mà. Là nhớ ngày đó, mỗi hôm qua. Anh nhớ cái gì như mỗi hôm qua cơ? Cái ngày anh phải lòng em đó, đúng không? Thôi đi. Là sao giờ thứ về em có cái gì nè? Mà em phải anh chúc mừng sinh nhật Robin Hood. 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 Chúc mừng sinh nhật sao thế? Không sao. Hai đứa sẽ không có chuyện gì xảy ra với em đâu. Ở đây chúng ta có cái mẫu thùng của Aero 500 đơn ha. Đây là cái vỏ của cái khay đây. Không không. Chúng ta coi. Đây là mặt không. Đây là mặt sau. Mặt sau thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái cổng USB. Trên đây có hai cái cổng, ba cái cổng USB nữa. Ở đây là cổng âm thanh ha, cổng internet, rồi cổng Vega đời mới, cổng nguồn. Và đặc biệt ở bên đây, anh có một cái miếng cường lực. Đây, các bạn thấy trong nhìn khá là đẹp. Còn cái đói nó thì nó có cái chân, cái chấm buồn. Được rồi. Đi đặc biệt ở trên nó có cái tấm chống bụi. Nếu mà không có cái tấm này thì bụi nó sẽ vô trong đây. Thì mình sẽ đặt lên đây. Tại vì ở trong đây nó có cái quạt. Nó sẽ hút khí ở dưới, ở trên xuống. Rồi nó đẩy khí bên trong ra ngoài để làm mát. Nếu mà lo bụi chúng ta lấy chúng ta phủi, chúng ta vệ sinh nó thì chúng ta bỏ. Nó là thật đấy anh bạn. Cái cái mình mở ra đây ra cho các bạn coi nha, bên trong ha. Cậu làm hỏng xe. Chuyện đó có đủ thi mà. Chuyện đánh vào tay. Cậu cũng được thấy April. Rồi, cậu thấy cậu nhau này không? Sẽ không thể bất trí đâu. Nhưng như thế thật tệ phải không? Rồi, ở đây chúng ta có cái cục làm mát của CPU. Còn đây là cục buồn nguồn. Còn đây là cái cạc màn hình. Thì mình xài cái cạc 1060. GTX 1060. Này là 200 RAM. Con chip mình dùng là co i7 5820. Nó mạnh hơn con i3 rất là nhiều nha. Hôm nay mình có một cái ổ cứng HDD 1T. Với bên trong có một ổ SSD 128 dùng để cài phần mềm. Còn cái ổ này dùng để chứa dữ liệu. Còn nguồn của mình là 500W. Cái men của mình sử dụng là men Gigabyte. Thì bọn các bạn sẽ lắp ráp cho mình một cái cục ổ. Đây là một cái tốt. Còn tính sống cuộc sống của mình thế nào đây?